anh chỉ cảm thấy ồn ào với cô đành đi theo. Là anh luôn ngọt ngào nên các em gọi anh là sĩ kẹo. Chẳng cần phải chờ đến một phút khi tất cả giờ đây đã sẵn sàng. Nhưng với anh cũng chỉ cần một nút là YouTube sẽ chọn mặt gửi vàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thám Tử Free Fire. À kia rồi, khi mà tôi chạy vào căn nhà giàu nhất trên khu cổng chơi này thì có một tí máu này. Tiếp tục di chuyển để xem là phía bên trong chúng ta sẽ có gì nữa. Tất nhiên là mình sẽ di chuyển vô cùng là cẩn thận vào lúc này. Đơn giản thì đây chính là cái lúc mà khi mà kẹo vừa nhảy xuống cũng như là kêu được hai mạng đầu tiên thôi, phát hiện ra rằng là không có mìn. À, có một dấu hiệu từ nãy đến giờ. Đấy là rõ ràng là cái lúc khi mà mình nhảy dù xuống, tôi đã thấy là có người nhảy dù ngay khu này, nhưng đồ đạc vẫn còn rất là nhiều luôn. Nhưng có một điều là toàn súng vớ vẩn thôi. Nhưng mà bên cạnh những cái cây súng đấy thì đều có một tí máu cả. Và cái trận xảy ra tiếp theo đã khiến mình rất là bất ngờ, khi mà mình đã lên trên nhưng mà không thấy ai cả. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất. Đây rồi, anh thủ nhà. Hành vi thủ nhà của anh đã bị tôi phát hiện. Tôi là Sĩ Kẹo, hãy theo dõi tôi trên YouTube, tôi sẽ giúp các bạn tránh xa khỏi những nguy hiểm. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Dạo này thì mình sẽ làm video theo cái hướng content thám tử Conan. Nếu như mà các bạn có những cái góp ý gì thì các bạn đừng quên là hãy comment ngay bên dưới video nhé. Ui, vãi cả trưởng luôn. Thằng bé thì tôi cầm cây MP40 rồi vẫn lao vào như đúng rồi anh em ơi. Chắc là tưởng mình là gà cơ. Trông kiểu thương vãi trưởng anh em. Rồi nha, ok, một mạng đầu tiên vô cùng là đơn giản nhá. Đây, và chúng ta sẽ let's go qua đây nào. Ui, đấy rồi, ui, cái đậu xanh này. Trời ơi, nhẹ nhàng 2 kill luôn anh em ơi. Ui dồi ôi anh em thấy có nhẹ nhàng không ạ? Số nha, ok, tranh thủ ngồi đây quần máu cái. Cơ bản thì quần máu nó full, nó đầy cây thì mình sẽ chơi game một cách nó tự tin hơn. Ok nhá, 35 người chơi nữa để mình coi nào. Ui dồi ôi, ai đi rồi, vãi cả trưởng này. Ui dồi ôi, nhìn thằng bé này, mày qua đây em ơi, ăn liệu nha em. Đậu xanh này, ra đây em ơi. Ui dồi ôi, này đậu xanh này. Ok rồi mọi người ơi, nhẹ nhàng và mạng thứ ba luôn nhá. Ui, cơ bản là mấy bữa nay thì mạng wifi chỗ mình nó hơi kém ấy, đâm ra thế nên là tối thì cũng không livestream với mọi người, thì sorry mọi người. Hôm nào mà rảnh xíu thì mình sẽ lên live với anh em liền luôn. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Đấy, vấn đề thứ hai là như thế này. Nếu như mà anh em xem video của Kẹo đây các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên là cho mình một lượt like và một lượt chia sẻ nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Dạo này kiểu như là mình học hóa thân trở thành một thám tử. Thế nên là anh em công nhận không, dạo này là tôi chơi game tôi nguy hiểm vãi ra. Không phải là một Sĩ Kẹo khô máu nữa anh em ạ, mà Sĩ Kẹo với những cái suy nghĩ gọi là như quần què. Đấy, không đúng nhưng mà lại rất thuyết phục. Thôi nói chung là xạo chó với anh em thế thôi đấy. Lâu lâu xạo chó xương xương tí nhở. Rồi nha, ok. Nếu mà xét về cái trình độ xạo chó thì mình xạo chó cũng ghê gớm phết anh em. Rồi đây nhá. Đây, let's go. Và trong này thì... Ui, sao mình lại cứ có cái cảm giác nó bất an anh em nhở? Nghi ngờ vãi cả trưởng luôn. Bởi vì là theo như mình được biết là đây là một cái căn nhà, mình thấy là nó giàu nhất ở cái khu cổng trời này luôn này, cũng như là nằm giữa khu cổng trời. Thế nên là thường là sẽ có rất là nhiều anh em manh động đầu trận là các bạn nhảy đây luôn nhá. Rồi ok, thì chúng ta sẽ thử xem nào. Đây rồi này, vô đây coi. Úi dồi ôi, không có ai à? Úi chán thế. Trời ơi, không có ai để chơi gì chán thế anh em. Ui, vãi cả trưởng mẹ ơi, nàn ý. Đậu xanh này. Anh em thấy không, thằng bé ngồi ngay góc nhà luôn. Ui dồi ôi, tôi lại ông. Khổ quá cơ. Chẳng hiểu sao lên nghe mấy thằng bé ngồi ngay góc nhà này. Úi dồi ôi, là úi dồi ôi. Thật sự luôn thì nó dọa ma mình kinh vãi luôn anh em ạ, đậu xanh. Chắc là hết trò đây mà tự nhiên lại rảnh lại đi dọa ma mình thế thì thôi, sợ thật. Ui tôi thua với ông rồi nhá. Này,
Thế nhưng là có phải là thanh niên chắc là đang chơi game xong là mẹ say vặt đúng không? Chắc là mẹ lại bảo là con ơi lấy cho mẹ cái này, lấy cho mẹ cái kia đây mà. Ui dồi ôi tôi lạ gì. Nói chung là đợt này thì em được nghỉ dịch corona khá là nhiều. Ui vãi thật trưởng. Đậu xe này. À một đứa lại chạy vào nhá. Mày ra đây mày tưởng tóc trắng mày ngon à? À đậu xanh này. Hôm nay là mày gặp thám tử nhá. Tắt cho mày tắt điện rồi này. Ui vãi bắn kính thế ngay mày còn đúng một chân ra máu này. Đứng lại mày, đứng lại mày. Ui dồi ôi. Pha đấy là thật sự thì cũng hơi căng. Các bạn thì mình mới chỉnh lại cái vị trí nút bắn. Thế nên là bắn nó đang còn hơi lơ ngơ tay một tí. Nhưng mà không sao anh em mới từ từ khắc phục lo gì nhở. Tranh thủ lậm sắc cái đấy. Ui dồi ôi băng đạn đổi ngon thế nhở. Ui này bông keo này bông keo này. Anh em thấy khoảng một rừng bông keo luôn. Phải nói là rất là ngon luôn trời ơi. Bao nhiêu bông keo luôn này. Ui mình cứ nghe được đâu đấy có tiếng người nhở. Ô vãi cả trưởng. Thế luôn anh em ơi. Xung quanh đây có người thì phải này. Ui dồi ôi. Bữa nay học tập làm thám tử mà mệt phết anh em ơi. Suy nghĩ linh tinh ở đâu cũng có địch luôn lại hồn. Ui thật à. Đậu xanh này. Ui dồi ôi. Linh cảm như thật luôn anh em ơi. Phát một luôn thanh niên thứ 6. Yes. Quá đã luôn mọi người ơi. Và đây tuần này thì chỉ còn lại 21 người chơi nữa thôi nha mọi người ơi. Đấy. nhưng mà dạo gần đây thì có một chuyện khá là bức xúc. Đấy là anh em bảo là úi dối cái thằng sĩ kẹo này anh em xem làm gì, là một cái thằng suốt ngày bắn bot đúng không. Thì tôi giải thích cho anh em thế này. Đấy là hiện tại thì rất nhiều những cái video cũ của mình mà mình đã đăng lên kênh sĩ kẹo thì nó vẫn đang được hiện đề xuất cho các bạn đang xem. Thế nên là anh em ơi, ngày xưa nhá, mình làm Free Fire cách đây là đã hơn 2 năm rưỡi rồi. Anh em ơi, ngày đấy thì game Free Fire ấy nó mới được phát triển thôi. Thế nên là rất là ít người chơi. Mà khi ít người chơi mà không đủ thời gian tìm trận ấy thì nhà phát hành sẽ phải thêm máy vào để tìm trận cho nó nhanh. Không nhiều khi là các bạn tìm hẳn mấy tiếng không tìm được trận, các bạn nản, các bạn không chơi game thì sao. Đấy là lý do tại sao mà rất nhiều những cái video của mình đấy là những video ngày trước thì nó xuất hiện rất là nhiều bot. Bot thì mình ở đây mình giải thích luôn cho anh em nào chưa biết nhá. Đấy là bot chính là máy nha anh em. Máy. Đấy, tức là máy nó chơi chứ không phải là người chơi. Ok. Đấy là những cái điều mà tôi muốn nói với anh em. Chứ, ui dồi ôi anh em cứ bảo là thằng sĩ kẹo bắn bot. Tôi nói chứ anh em, bắn bot thì làm gì có ai xem video đậu xanh. Mà nói thật với anh em, bắn bot thì chẳng có cái gì để mà phải đăng video lên. Đấy. Ui dồi, đậu xanh này. Vãi cả trưởng mày ra đây. Ui, ta lại sợ mày quá, cứ ăn no liệu đi em ơi. Vãi này. Hôm nay là mày động đến thám tử sĩ kẹo là mày nhầm rồi nhá. À, thầm quá nhỉ. Ok, còn hai trái lựu đạn này. Tầm này là mình chỉ cho nó ăn hai trái lựu đạn thôi. Một trái trên, một trái dưới. Và 3, 2, 1. U rồi đấy, nhẹ nhàng và tình cảm luôn. Trời ơi. Mạng thứ 7 rồi nha, phải nói là quá là ngon luôn. Thì đấy, ngày hôm nay là lời giải thích của sĩ kẹo cho những anh em bảo là u rồi ôi cái thằng này sĩ kẹo bắn bot anh em sẽ làm gì. Không phải. Mà là ngày xưa nhá, tôi nói cho anh em nghe này. Ngày xưa thì game Free Fire nhá, là nó còn không có đấu danh đấu thường nữa cơ. Cái thời đấy chỉ có mỗi mình một cái đảo quân sự. Mà nó đã còn thiếu đảo dừa này, thiếu rất là nhiều khu vực cơ. Đảo thì nhỏ này, người chơi thì ít này. Đấy, thế nên là nhà phát hành còn phải thêm cả máy vào để mà chơi nữa cơ mà. Bởi vì là ngoại trừ những cái khung giờ mà đông người chơi ấy, ví dụ như anh em mà chơi nhiều ấy, tìm trận phát thì được luôn. Còn ngoài ra thì tìm trận là nhà phát hành sẽ phải thêm bot vào. Còn bây giờ thì anh em biết rồi đấy, game Free Fire của chúng ta nó rất là phát triển. Đấy, nó phổ cập đến từng nhà, từng người. Nói chung là ai mà đã từng tải rồi là chơi game Free Fire đúng không nào đấy. Ai hầu như là cũng đã với lại từng tải chơi game rồi. Chẳng qua là các bạn có gắn bó với game lâu dài hay không đúng không nào. Đấy là những cái chia sẻ của sĩ kẹo. Ui, vãi cả trưởng. Đậu xanh này. Úi dồi ôi. Đậu xanh chứ vãi cả trưởng này. Mày làm sao đấy hả? Ui dồi ôi. Một điều nữa cho những cái bạn anti-fa nha, ok. Đây hôm nay tôi nói luôn cho anh em này đấy. Mấy đứa anti-fa kinh tôi ấy, nó bảo là ui dồi ôi, sĩ kẹo bữa nay là hết thời rồi các thứ, rồi là lỗi thời rồi, suốt ngày bắn bot các kiểu. Thì tôi vừa nói cho anh em rồi đấy. Những cái video cũ của mình ấy, nó đề xuất rất là nhiều. Và thường là trong video nó có khá là nhiều bot, ok. Còn bây giờ thì anh em bảo là ui dồi ôi, làm youtuber ấy mà chơi game đấu thường với lại bắn với bot thì ai coi. Đấy, thế mà đến tận ngày hôm nay là tôi đạt 1.800.000 người đăng ký rồi đấy. Câu lại bảo là bắn bot đi. Khổ lắm, ngày xưa có người đâu mà bắn, công kiếm người hộ tôi cá như đấy. Thì nói chung là kẹo chia sẻ với anh em thế thôi. Ui, sau này nhẹ nhàng chứ này. Ui, AK thường lần. Ui,
vãi trưởng luôn được, thật sự luôn đi, nghe 10 kg luôn này, trời ơi, ngon không ạ? Rất là nhẹ nhàng luôn đi, nghe 10 kg khá đơn giản rồi nhá. Rồi nhá, hiện tại thì mình đang dùng cái combo súng đấy là AK này, với lại thì MP40 này. À, ngoài ra thì có một điều thế này nữa. Đây nhá, tức là mỗi lúc mà ra một cái bản đồ ấy thì nhà phát hành chỉ cho bản đồ đấy chơi đấu thường thôi. Nên là ngày trước là anh em thấy không, là mình chơi đảo thiên đường đấu thường ấy. Còn bây giờ thì nó cũng giống như kiểu là đảo sa mạc đấu thường, nếu như mà muốn trải nghiệm cái map mới đúng không nào. Cũng như là game Free Fire bây giờ ấy, thì nó như thế này. Tức là một số vật phẩm mới sẽ được đưa vào đấu thường trước để cho anh em test. Nên là nhiều khi là anh em thấy không ạ, một số streamer cũng như là youtuber ấy thường là test đấu thường để sử dụng cái vật phẩm mới, rồi là hướng dẫn mọi người những cái cách sử dụng. Rồi nha, lý do tại sao mà dạo này thì cái kênh của mình ít lượt xem ấy, thì tôi nói cho anh em như thế này. Năm nay ấy, nó là năm thể thao điện tử của game Free Fire, rất nhiều giải đấu ấy. Nên là người ta quan tâm, người ta xem được những cái kênh xem mà có kỹ năng. Còn đối với mình thì mình luôn luôn mình nói với các bạn cơ mà. Mình là một người chơi game Free Fire không giỏi. Tôi chủ yếu tôi làm YouTube vì đam mê, với lại lên video chém gió với anh em sương sương tí. Đấy, nói chung là mình chỉ muốn anh em nói chuyện vui vẻ với nhau thôi. Đấy, nên là mọi người có xu hướng là quan tâm về những cái kênh kỹ năng, những kiểu kéo tâm các thứ hơn. Còn với kẹo thì kẹo đến với anh em một cách rất là giản dị. Và tôi thì đến bây giờ đây vẫn chơi những cái clip nhẹ nhàng, rồi là ngồi nói chuyện chém gió với các bạn. Nhiều khi là hỏi anh em là ui rồi hôm nay anh em ăn cơm chưa đây, ví dụ thế. Đấy. Rồi nhau, ok. Đấy là những cái điều mà kẹo muốn chia sẻ với các bạn. Thì thường ấy là mình cũng khá là bận, hôm nay thì cũng tương đối là rảnh, thế nên là lâu lâu thì chia sẻ với mọi người rất là nhiều luôn. Ok, đấy. Lâu lâu thì kẹo sẽ chia sẻ với anh em những cái điều mà lý do tại sao mình làm YouTube thế này thế kia, rồi là những cái chặng đường làm YouTube. Còn bây giờ đây, các bạn có thể gọi mình là Thám Tử Kẹo Free Fire. À, mọi người có bảo là anh ơi, tại sao mà anh giống Vinh Trần ấy câu nói ấy. Ui em ơi, bởi vì anh copy câu nói của Vinh Trần ấy. Nhưng mà thực ra thì mình chỉ muốn làm Thám Tử Free Fire thôi. Tức là mình sẽ cố gắng phân tích một số những cái tình huống thôi, kiểu kiểu đấy thôi. Đấy, chứ không phải là mình làm thám tử thật đâu. Rồi nha, ok. Và mình cũng là fan của kênh anh Thám Tử Vinh Trần, thế nên là ui tôi thi thoảng tôi xem mà anh em. Đấy, và thấy là để tạo ra một điều gì đấy khá là ngầu trong game Free Fire thì ok. Hành vi gì đấy của anh đã bị tôi phát hiện. Đấy, tôi là Sĩ Kẹo, hãy theo dõi tôi trên YouTube. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ui, phải công nhận là lúc này bắn thằng kia cái mình suýt chết nhá. Nhưng mà không sao, may mắn là hiện tại vẫn đang còn sống nhau, ok. Tầm này chạy vào mo thì cũng khá là căng. Cơ bản thì kẹo có mang tính năng unlock, nếu không thì nãy xanh mộ đấy. Cũng như là kẹo còn add cả tính năng Kelly nữa cơ mà. Giấu nhau, ok, không sao, mọi nguy hiểm đã qua đi. Và bây giờ thì mình sẽ phải quấn đầy máu đã. Đấy, cái quấn đầy máu cái thì mới chiến được cơ mà anh em ạ. Đấy, đầy máu thì các bạn chơi game rất là gấu luôn. Giấu nhau, ok. 5 người chơi nữa và anh em mới hóng thôi nào. Cùng theo chân của anh Thám Tử Free Fire. À đâu, Thám Tử Kẹo Free Fire chứ. Còn anh Thám Tử là anh em biết không ạ? Anh Thám Tử chuyên phá án trên YouTube ấy. Còn tôi chỉ là Thám Tử Kẹo thôi. Rồi nha anh em ơi, tôi thì không phá án nhưng mà tôi phân tích tình huống trong game Free Fire và những trận đấu là do Sĩ Kẹo chơi. Thật ra thì những cái lập luận của mình là mình chém gió ấy, cơ bản là muốn mang đến cho anh em một cái video giải trí ấy, chứ lập luận của tôi làm gì có cơ sở nào đâu. Đấy là những cái khi mà mình phân tích cái video gọi là Thám Tử Free Fire là như vậy. Rồi nha, ok. 5 người chơi nữa. Thật sự thì tầm này là kẹo cũng không biết là chạy đâu cả nữa luôn cơ. Ui rồi, đậu sai anh. Rồi nha, ok. Anh em ơi, đây, vẫn đang hóng này. Và cơ bản là bây giờ thì quan sát tình hình cái đã anh em ơi. Quan sát xung quanh thấy thằng nào chạy rông cái là xử lý nó luôn nhở. Khả năng cao mình nghĩ là trên nhà này có người để đấy đấy. Khả năng cao luôn anh em ơi. Từ đây tầm này bot nó thu lại, mình đang cố gắng mình canh xem là có đứa nào chạy ngoài bot vào không. Đấy, ok. Nhưng mà cơ bản là không thấy. Đậu sai anh, không thấy nên là cũng hơi khoa nhở. Nãy giờ đứng ngay ở đây mệt ghê á. Rồi nha, ok mọi người. Úi dồi ôi, làm sao đây. Ơ, không có người thật à? Thôi anh em ơi, không có người thì chúng ta qua cái khu khác thôi. Chứ còn là không có người mà cứ đứng mãi ở đấy thì nó cũng chẳng có tác dụng gì.
Đây 11Q rồi anh em thấy không ạ? Đang rất là ngon rồi nhá. Ui, cái hòm sáp mà kẹo cứ tưởng gì cơ. Nhiều khi là thần hồn nát thần tính anh em ạ. À đủ, à đi rồi. Đậu xanh này, à. Biết ngay là căn nhà đấy có người mà. Úi rồi, ngon lành cành đào anh em ơi. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Và đây anh em ơi, bây giờ là chỉ còn lại có bao nhiêu đây? Có lẽ 4 người chơi đấy nha. Ok anh em. Rồi nhá, bây giờ là đây. Mình đã giết 12 và còn lại có 4 người chơi thôi, hóng thôi anh em ơi. Cố gắng nào, cố gắng giành luôn top 1 trong trận đấu đi nha. Úi dồi, có người này, úi dồi, có người này. Oh my god, baby, hay lắm. Ok, tạm thời thì vòng lại cái đã. Tạm thời vòng lại phía sau cái đã. Úi, đây em ơi, úi dồi, thằng bé này chạy nhanh thật. Được, thật sự luôn em ơi, được. Anh em thấy không ạ, ui, nó chạy rất là nhanh luôn. Và nó qua cái phía trước mặt luôn rồi cơ. Oh my god, baby. Thật sự là để bây giờ ăn được nó cũng hơi là căng đấy. Rồi nha, ok mọi người. Chắc là mình đứng tạm đây luôn anh em ơi, mọi thứ đang rất là căng luôn. À, vòng lại xơi kẹo cả được. Được, thật sự lần này, ui dồi ôi, thằng bé vòng lại để xơi mình luôn. Hay lắm em ơi, ui. Được, không biết là có xem video của kênh Thám Tử Kẹo không đây anh em. Của Sĩ Kẹo không đây. Mà sao cách chơi giống y hệt mình luôn anh em. Gặp mấy thằng nào thằng địch khó nhai cái là tôi toàn chạy một vòng trái đất, tôi quay lại tôi đi móc nó. Ui dồi ôi, hôm nay có khi lại giết nhầm fan chứ chẳng đùa nhở anh em nhở. Giờ nhau ok mọi người. Nào, 3 người chơi nữa thôi anh em ơi, chuẩn bị let's go nào. Còn lại có 3 thằng thì mà lo gì. À, chỗ này có một đứa này. Oh my god, mày ra đây. Ăn no liệu đi em ơi, úi dồi ôi, được. Trời 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 trời, nó dựng một keo kìa. À, nó chạy rồi nhá, nó chạy rồi nhá. Ok thì mình cũng sẽ chạy vòng luôn. Cơ bản là còn tận 3 đứa cơ mà mình chưa xác định được vị trí của 2 đứa còn lại. Nếu như mình cố gắng mình chiến với nó là hơi căng. À, để xem nó đi đâu. Úi dồi, cũng đứng sau hàng rào luôn. Ui, được, thật sự luôn, thông minh đấy. Thằng bé đứng sau hàng rào y hệt mình. Và khả năng cao thì nó cũng đã nhìn thấy mình rồi. Mình vòng xuống phía dưới, ok. Sẽ vòng xuống phía dưới để loại bỏ xem là có thằng nào ở phía dưới không. Thì loại bỏ thằng phía dưới trước cái đã. Ok. Úi dồi, đây hả? Đây hả? Úi dồi này. Ui vãi cả trường. Tí nữa thì KS được mạng của thằng này. Nhanh tay tí nữa là ok đấy. Nhưng mà kẹo thì kẹo hơi chậm tay tí. Cơ bản là tuổi già sức yếu rồi. Thôi giỡn xíu. Năm nay tôi mới 21 tuổi thôi, nghe mày làm gì mà đã tuổi già sức yếu đâu. Úi dồi ôi, đâu rồi. Nào để coi nào. Này, ăn liệu chóa này. Hay lắm. Bên trên một đứa, bên dưới một đứa. Ui coi chừng nhá. Coi chừng pha này mình bị kẹp thịt nha anh em. Úi dồi này, còn tí máu này. Oh my god, được thật sự này. Ok, tầm này là chỉ còn lại một đứa ở trên thôi. Hay lắm này. Được anh em ơi. Nhân lúc nó không để ý chạy lên nha. Kẹo còn 3 trái bông kẹo. Ui, căng thế. Đây quần máu đã làm gì mà căng. Ui. Gặp phải dân chơi đấy anh em ạ, tầm này là hơi căng đấy. Ok ok ok. Đây anh em ơi, bạn ơi. Ui, vãi cả trưởng. Bạn ơi làm gì mà phải căng với nhau thế? Từ 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 thôi bạn ơi. Đây nha bạn ơi. Nào lên đây. Đùa nhau à? Có giỏi lên đây. Thôi anh em ơi, tôi dọa tinh thần là thôi. Chứ còn là tôi cũng chẳng dám xuống cơ mà. Xong cứ kêu nó lên, trêu trêu thế thôi. Đậu xanh này, đứng lại mày. Úi rồi, tay cầm bóng keo cả. Lên đây em. Ui, đã bị hạ vì bo. Yes. 13 kill top 1. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Và anh em ơi, các bạn nhớ like cũng như là chia sẻ video giúp kẹo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye các bạn. Anh Thám Tử, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À đâu, Thám Tử Kẹo chứ nhở. Bye bye mọi người.